Chào bạn, ở clip hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái phương thức về quản lý phụ tùng theo kiểu Minmax. Thì loạt clip này là loạt clip về dành cho các bạn kỹ sư quản lý ở trong công nghiệp, quản lý máy móc hay là quản lý dây chuyền chẳng hạn. Thì clip này mình vận dụng một cái cuốn sách về phương thức mà sản xuất theo cái Toyota. Sách này được dịch từ tác giả Yoshihito Wakamatsu. Thì cuốn sách này là rất là hay, nó gồm hình như mình nhớ không nhầm là 5 cuốn. Và được một số cuốn như là nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota, hay là một số cuốn như là nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota, nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota, nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota, là giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota. Thì đây là một số cái tập sách rất là hay dành cho các bạn kỹ sư làm trong môi trường công nghiệp, hoặc là các bạn học chuyên ngành quản lý công nghiệp vân vân. Thì cuốn sách này là cái phương thức mà nhiều phương thức của Toyota rất là hay, người ta đúc kết lại sau nhiều năm làm việc. Thì mình vận dụng một cái bài mình cũng quên nằm ở cuốn sách nào rồi. Thì người ta có hướng dẫn chúng ta là quản lý phụ tùng là theo cách hồi xưa. Thì người ta sẽ, ví dụ các bạn có những cái tờ giấy thì các bạn tối thiểu là lúc mà còn khoảng 100 tờ giấy A4 thì các bạn sẽ order, và tối đa bao nhiêu đó thì người ta sẽ dùng một cái tờ giấy màu đỏ bỏ trên cái 100 tờ. Thì khi các bạn dùng tới cái tờ màu đỏ đó thì các bạn phải từ mình biết là mình phải đi order. Còn cái tờ cao nhất thì người ta sẽ dùng một cái vạch vạch màu mà khi các bạn xếp cái giấy A4 tới cái vạch màu đó thì các bạn biết là mình đã mua quá cái giới hạn đó. Thì tương tự như vậy thì mình sẽ quản lý phụ tùng theo kiểu Minmax. Các bạn nhìn vào đây thì mình ví dụ mình quản lý những cái phụ tùng tự động hóa. Đầu tiên là tên phụ tùng. Cái hàng thứ hai là hàng cốt. Thì hàng cốt này á, là chúng ta có thể là một số người dùng một số tên khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái hàng cốt này để đi mà order phụ tùng. Thì với mỗi cái mã cốt sẽ có một cái phụ tùng riêng biệt, và khi nhập đúng cái mã cốt thì nó sẽ ra tên phụ tùng. Còn đây là cái mình giới thiệu sơ, đây là những cái phụ tùng chúng ta có ba. Cột này là tổng phụ tùng, chúng ta đã dùng bao nhiêu phụ tùng và còn lại bao nhiêu phụ tùng. Sau đó mình kéo ra đây thì có hàng nhập về. Thì mình chỉ giới thiệu cái phần Minmax thôi. Thì mình đã làm chia ra ba cái màu. Màu đỏ là màu là cạn kiệt phụ tùng, màu vàng là cái màu cảnh báo là chúng ta sắp hết, và màu xanh là cái màu phụ tùng nằm ở mức an toàn. Thì cách mà làm cái quản lý phụ tùng theo kiểu Minmax như sau. Ví dụ mình có cái phụ tùng là mình ví dụ là relay nhiệt chẳng hạn, cái mã phụ tùng là E0001 chẳng hạn, và mình muốn cái phụ tùng này á, nếu mà nó còn 3 con là chúng ta phải chuẩn bị order, và tối đa chúng ta có 10 con. Thì các bạn vào cái phần conditional formatting, các bạn kéo xuống phần quản lý cái luật đó, cái rule mana rule, các bạn add cái new cái rule vô. Thì ở đây nó có nhiều cái cho chúng ta lựa chọn. Người ta cho mình lựa chọn là hai cái màu hoặc là ba màu, hoặc là lựa chọn theo icon. Hai màu có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta hai cái màu min và max thôi. Ba màu thì ngược lại có ba màu, đây các bạn có thể thấy. Hoặc là theo kiểu này data bar, thì cái mà mình đang dùng là icon set. Các bạn kích vào đây nó có sẵn chúng ta ba màu, các bạn có thể đổi màu này tùy ý các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ set là tối thiểu và tối đa của chúng ta là 10 phụ tùng, và khi nó mà ít hơn 3 phụ tùng thì nó sẽ lên màu vàng ha. Và khi các bạn nhấn vô thì ở đây nó cho chúng ta lựa chọn là
Number là số, person là phần trăm, và formula là cái công thức, tương tự như vậy, percentile. Thì mình chọn số, mình chọn vô đây số. Các bạn nhớ kích cái phần này thì chúng ta đổi lại đây là vẫn là 10 nha. Tại vì lúc chúng ta thay đổi cái type là cái kiểu dữ liệu thì nó sẽ reset lại cái giá trị value này. Các bạn nhấn vô OK. Các bạn apply và OK. Các bạn thấy ở đây chúng ta đang là không phụ tùng nên nó sẽ lên màu đỏ. Mình ví dụ cái tháng 3 này mình nhập về thêm cái phụ tùng này. Mình nhập về. Thì ở đây mình đã bỏ hàm hết rồi. Mình nhập về 10 con đi. OK. 10 con thì nó đã lên màu. Nó lên màu xanh. Mình ví dụ ngày hôm nay mùng 10 ha. Mình ngày 11 đi. Mình dùng 2 phụ tùng. OK. Thì còn lại 8 phụ tùng nó sẽ lên màu vàng ha. Và mình dùng thêm, các bạn nhớ là dưới 3 cái thì nó sẽ lên màu đỏ, thì mình sẽ dùng thêm 6 con. Nó lên màu đỏ ha, dưới 3 này. Còn nếu mà trên 3 thì nó sẽ ra màu vàng, và dưới 10 thì nó trên 3 dưới 10 nó ra màu vàng. Đây, bằng 10 thì nó sẽ ra màu xanh. Đó là cái cách quản lý phụ tùng theo kiểu minh mắt. Thì cái cách này rất là hay, với những người mà quản lý hàng trăm cái phụ tùng thì chúng ta sẽ dựa vô cái màu sắc để chúng ta order cho nhanh những cái phụ tùng. Thì các bạn chú ý ở cái hàm này á, mình đang làm theo kiểu thủ công, conditional formatting này. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng các cái ở cái phần này này, nó cho chúng ta là sử dụng các cái công thức nữa. Các bạn có thể quét công thức thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Clip kết thúc ở đây, chúc các bạn học tập và nghiên cứu tốt.